Hello, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Xà Lan Miền Tây nha. Chào buổi sáng vui vẻ nha các bạn. Thì mình sẽ quay cho bạn xem cảnh chiếc xà lan chở cát khổng nha các bạn. Đây, chiếc xà lan chở cát đang vô bến nha các bạn. Wow, khá là nguy hiểm nha. Xin lỗi, không phải nguy hiểm nha các bạn. Thì chở cát là khổng thôi. Bạn thấy ở nước linh binh những cảnh luôn các bạn. Cái này có một chiếc xà lan đang vào bến đây các bạn ơi. Rồi, chiếc này chuẩn bị quay đầu để hút cái cảng nè. Và đây là còn đây là trong chiếc xà lan chở cát đang vô bến nha các bạn. Đây mới sáng sớm mà vô tình mình thấy có chiếc xà lan đang vô bến này. Các bạn thấy chở rất là khẩm nha. Này chắc đi cắt bơm hay sao mà quá khẩm luôn các bạn ơi. Rồi các bạn xem cái anh nổi lụm bụm luôn đây các bạn. Thì có mấy chiếc cũng có mấy chiếc cát đậu để đợi tài để vô cạp nha các bạn, vô bốc hàng. Đây mình đang nhận đá đây, hôm nay mình nhận cần cẩu nha. Thì mình giao xi măng bên Bình Dương xong rồi mình qua bên Biên Hòa mình nhận đá đây các bạn. Nhận đá xong thì mình đi về Cần Thơ. Thì phía bên sông bến có một chiếc cát đang chạy nước sôi đấy các bạn. Cũng gần tới bến hay sao mà có hai anh em trước chuẩn bị thả neo hay bục dây gì đây. Đây đang cạp lên đây các bạn. Chim này đã cập bến xong rồi, giờ đang cẩu đang cạp lên. Cạp cát lên. Mới có nửa tàu cần cẩu nó bị hư rồi các bạn ơi. Cẩu hư rồi nó đủ mình đi ra ngoài để cho nó sửa cần cẩu. Đây cần cẩu lúc nãy mình đang nhận đây các bạn. Mấy anh em đang tập trung sửa cần cẩu bánh đó. Mình sợ nước gồng cạn, nước nó đang gồng ra mình ra ngoài mình đậu rồi. Mình qua mấy bên sông bên đây mình đậu rồi nha. Qua mấy sông đi bảo đây các bạn. Đây mấy bảo bên sông lúc nãy mình xem quay qua đây.
Qua mình đậu chung với mấy chiếc chợ cát nè. Đây là chiếc xuồng dầm bán đồ ăn đây các bạn ơi. Xuồng dầm bán nước đá và các loại đồ ăn thức uống cho chiếc xà lan như mình nha. Gian chiếc nào thấy hầu như chiếc nào 80% chiếc nào cũng đẹp thôi. Chiếc này hai máy luôn bạn ơi. Chiếc này cửa thanh phim. Hai máy luôn bạn. Hai máy luôn. Chiếc này có 3 tấn rồi ha. Hai máy luôn. Chiếc này sao có xuồng nữa, người ta đi chợ rồi đó các bạn. Chiếc đó thịt nhà. Nhưng mà cho nhà của người ta.